Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách bố trí đường dây camera âm tường. Loại dây dẫn sử dụng phổ biến cho camera là dây cáp đồng trục và dây cáp mạng. Cáp đồng trục sẽ sử dụng cho camera analog. Còn dây cáp mạng sẽ sử dụng cho camera IP. Khi bố trí dây cho camera Chúng ta phải nắm được sơ đồ nguyên lý của hệ thống camera để bố trí dây cho phù hợp. Đây là sơ đồ nguyên lý của hệ thống camera IP. Đối với camera IP sẽ có hai cách đi dây. Sơ đồ đi dây thứ nhất là dây mạng sẽ được bố trí từ các vị trí lắp đặt camera, kéo dây tập trung về vị trí đặt đầu ghi. Nếu đầu ghi đặt tại vị trí TV phòng khách để kết nối camera xem trên TV thì các dây kết nối camera sẽ được kéo tới vị trí đầu ghi và kết nối với cổng giao tiếp của đầu ghi. Nếu xem camera từ xa qua mạng Internet bằng máy tính hoặc điện thoại, thì phải bố trí một đường dây mạng Internet cấp vào cho đầu ghi. Tại vị trí dây chờ lắp đặt camera, chúng ta sẽ bố trí một hộp nối có kích thước là 11 x 11 x 5 cm. Chúng ta sẽ bố trí dây nguồn 220V để cấp điện cho cùng nguồn camera. Tại vị trí hộp nối dây, sẽ có hai đầu dây chờ, một dây tín hiệu và một dây nguồn. Chúng ta nên trôn hộp nối âm tường, khi lắp đặt nhìn sẽ rất thẩm mỹ. Sơ đồ đi dây thứ hai thì tất cả các đầu dây từ các vị trí camera như camera quan sát trước nhà, camera quan sát sau nhà, camera quan sát ngõ sẽ kéo dây tập trung về bộ ship POE. Bộ ship POE có thể bố trí đặt trong nhà kho, trong gầm cầu thang hoặc hộp kỹ thuật. Khi sử dụng bộ ship PoE, chúng ta chỉ cần bố trí mỗi camera là một đường dây cáp mạng. Bộ ship PoE sẽ kết nối tín hiệu và cấp nguồn cho camera. Khi lắp đặt sẽ sử dụng rắc chuyển đổi để truyền tín hiệu và cấp nguồn cho camera. Tại vị trí dây chờ lắp đặt camera, chúng ta cũng bố trí hộp nối để kết nối và bảo quản rắc cắm. Để kết nối camera tới đầu ghi, chúng ta sẽ đi một đường dây mạng kết nối từ bộ ship POE tới vị trí đặt đầu ghi. Đầu ghi có thể được đặt tại phòng khách để kết nối lên TV hoặc hộp kỹ thuật. Để xem camera từ xa qua mạng, thì tại vị trí ship POE, chúng ta phải cấp một đường dây mạng Internet tới. Các đường dây kết nối với hệ thống camera, chúng ta sẽ đặt các đường ống gen chờ. Khi hoàn thiện lắp đặt, sẽ luồn dây vào ống gen và bấm các đầu rắc mạng RG45 để kết nối camera tới bộ ship và kết nối đầu ghi. Bên trên là hai cách đi dây hệ thống camera IP. Đối với hệ thống camera analog thì sơ đồ nguyên lý như sau. Các camera ở những vị trí khác nhau sẽ được kéo dây cáp đồng trục liền nguồn, tập trung tới vị trí đặt đầu ghi. Đầu ghi thường được bố trí ở những vị trí đặt TV để kết nối lên màn hình TV hoặc hộp kỹ thuật. Cáp đồng trục sẽ đấu rắc BNC để kết nối với đầu ghi, còn dây nguồn liền với cáp sẽ được cấp điện 220V để cấp nguồn cho camera. Tại vị trí hộp nối chờ lắp camera sẽ bố trí cục nguồn cấp cho camera. Hộp nối chúng ta nên trôn âm tường để đảm bảo thẩm mỹ khi lắp đặt. Để quan sát camera qua mạng Internet thì sẽ bố trí một đường dây mạng Internet kết nối cho đầu ghi. Các đường dây cho hệ thống camera chúng ta cũng sẽ đặt những đường ống ghen chờ. Khi hoàn thiện thì sẽ luồn dây. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cơ bản về sơ đồ nguyên lý của hệ thống camera IP và camera analog. Qua video này, những bạn chưa biết cách đi dây âm tường cho camera thì có thể xem tham khảo và áp dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông để nhận được thông báo video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.